Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Sáng ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Yên Đức đã tổ chức cắt băng khánh thành công trình, mở rộng xây bờ kè, đổ bê tông tuyến đường từ cầu Quán đến cầu Bà Thiếp dự chương trình có các đồng chí nguyễn văn kỳ ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận thị ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã phạm văn tôn ủy viên ban thường vụ thị ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã nguyễn văn cường thị ủy viên phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã nguyễn ngọc lâm phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã lê hải câu bí thư đảng ủy xã yên đức các đồng chí lãnh đạo đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc xã yên đức sau 3 tháng thi công công trình, mở rộng xây dựng bờ kè đổ bê tông tuyến đường từ cầu Quán đến cầu bạc Thiếp được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường có chiều dài 265m, chiều rộng 10m, tổng kinh phí xây dựng gần 900 triệu đồng. Trong đó, nguồn xi măng đối ứng của thị xã hỗ trợ gần 106 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ 100 triệu đồng, nguồn xã hội hóa con em quê hương gần 400 triệu đồng, kinh phí còn lại do đảng viên và nhân dân trong thôn đóng góp. Nhân dịp này, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Yên Đức đã tổ chức gắn biển công trình tuyến đường bê tông liên thôn Chí Linh Đức Sơn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 hai công trình trên được hoàn thành góp phần quan trọng thay đổi diện mạo, hoàn thiện nâng chất tiêu chí cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Yên Đức thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, nâng chất tiêu chí đô thị và thành lập phường Yên Đức.